Như thầy với bạn, hôm nay em xin trình bày mô hình điều khiển đang hai đích đơn trong bộ kit thí nghiệm. Bộ kit sử dụng vi điều khiển 18F4550 IC chốt 74HC573 và IC thanh nghi dịch 74HC595. Các chân RD2 đến RD7 của vi điều khiển được nối trực tiếp đến chân D2 đến D7 của IC chốt giúp gửi gói dữ liệu sau bit. Các chân RD0 và RD1 được nối với chân RE của IC chốt. Ở mức 1 thì cho phép gửi dữ liệu và mức 0 là không cho phép. Chân RE0 giúp cấp xung CK cho IC thanh ghi dịch và chân RE2 giúp truyền dữ liệu trực tiếp từ vi điều khiển sang thanh ghi dịch. IC thanh ghi dịch được điều khiển bởi 4 đường dữ liệu: SSCK giúp cấp xung nhịp, SSD0 truyền dữ liệu trực tiếp từ vi điều khiển sang IC thanh ghi dịch, RCK giúp cho phép lưu dữ liệu từ thanh ghi dịch sang thanh lưu trữ, chân R giúp xuất dữ liệu từ IC thanh ghi dịch sang ledger. Sau đây em xin trình bày về chương trình điều khiển 32 lít đơn sáng vô. Chương trình sử dụng thư viện BitKit Ship 1 gồm hai biến đếm Y và Z, hai biến 32 bit Y, Y cố định và Y chạy. Đầu tiên ta sẽ setup cho IC chốt hoạt động và chương trình sử dụng hai vòng lặp for, vòng lặp for z giúp dịch dữ liệu như bit sáng từ trái sang phải và lưu giá trị y cuối cùng vào y cố định. Sau khi chạy hết vòng lặp for z thì y cố định sẽ nhận giá trị y mới. Và sau 32 vòng lặp y thì các led sẽ sáng dần từ phải sang trái. Sau đây em sẽ chạy demo trên Rotus. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.